rất là to, nhưng mà mình cũng phải mình tính là đi từ thiện đấy, ở trên vùng cao chỗ cái trường, nhưng mà mưa mấy tuần nay mưa nên phải hoãn, nhưng mà mình cũng thôi bây giờ mình cứ đi mua đồ trước. Thì họ mong muốn là mình có 3 lớp thì mình sẽ bay mình mua 3 cái TV trước. Thì ở gần nhà mình có một cái cửa hàng bán TV đấy, thì mình sẽ mua 3 TV trước đấy, xong rồi còn về bánh kẹo các thứ thì mình sẽ mua sau, khi mà đến tầm chắc là 2-3 buổi nữa đó, trời nắng thì mình sẽ đi mua bánh kẹo sau. Các bía tầm khoảng 45 bía, 3 lớp học 45 bía. Rồi nay mình đi. Đi bộ thôi, mình đi bộ thôi, ở đây cũng gần đây thôi, đi bộ. Rồi mưa quá, ui lạnh. Bây giờ là TV anh đã đâu cho đỡ ướt nhỉ? Ở đây ra không gì đúng không? Buổi trong lớp học à? Ừ, buổi trong lớp học thôi. Học xa mình để luôn là gì nữa. Thì ra cái này là chỗ có. Bớt rồi. Bớt là bớt luôn mà. Cái Samsung lên là mấy? Samsung nó là 43 luôn đấy. Gì nữa? Điều gì 8,5 triệu. Đi về này nó bền luôn. Thường thì các lớp học, các trường học các thứ thường đều đi. Chứ cái này thì nếu mà tại đây là giá này thì giá này còn mấy triệu à? Không, cái này là lấy được 8 triệu. 8 triệu. 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi lấy 3 cái đấy. Ừ, 3 cái ủng hộ đồng bào lắm chứ. Không, đây là ủng hộ các trường trên vùng cao, trường khó khăn. Đấy thì đây là giá ủng hộ, cho 7 triệu thôi. Từ lấy chồng bớt cả 500.000, bớt cả 500.000. Tính kinh tế chứ. 3 cái này đây là họ ghi đây là giá là 8,5 triệu, nhưng mà người ta bảo là do là ủng hộ người nghèo thứ này người ta sẽ giảm xuống còn 8 triệu. 8 triệu bớt đi. Thế không còn cái nào mà đấy là cầm cái này là to nhất mà giá đấy. Không còn cái nào nữa không? Rồi chắc là lấy 3 cái này là 24 triệu. Cái cũng như là sách với lại quả các thứ nữa, chứ không phải là mình cái gì. Vì vậy mình cái này. Nếu mà biết thì bọn anh lấy 3 cái này không giảm một tí nào nữa à? Ừ, giá ở dưới thì cuối cùng là 8,8324. Ok, mình lấy anh lấy 3 đấy nha. Được. Cái này là cũng bảo hành chứ. Nhưng mà ví dụ mà trên đấy mà lỡ hư thì máy có số bảo hành lên trực tiếp đó xử lý ra, không phải suy nghĩ vấn đề. Rồi ok. 3 cái đấy. Đâu gì bảo hành cả nước mà. Đó là lô pháp là xử lý. Nhưng mà trên đấy xa lắm đấy. Xa thì có trạm bảo hành nhiều gì ở trên anh không phải lỗ. Bây giờ ở đây là không có đủ, ở đây có 2 cái thôi, người ta bảo mai là người ta mới vận chuyển đủ 3 cái, viết hóa đơn đây. Đấy là mua được 3 cái tivi cho 3 lớp học, trên đấy là một cái trường chỉ có 3 lớp thôi, 3 tivi cho 3 lớp. Một cái trường học có 3 lớp. Ừ, một trường học chỉ có 3 lớp. trường ở trên đấy vùng cao mà chị em vẫn có ít thôi, nhưng mà cái kiểu là nó vùng cao ấy. Số điện thoại 037 56665. Con đi vào mưa 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 đi vào đang lại phải bớt thì nữa là bám lại để anh buồn lúc 3 cái 2 năm hả? 2 năm đấy, số điện thoại em là rồi ra bất kỳ ở đâu alo cho em luôn, thì biết đây là mình đúng ở đâu thì cứ alo cho em nhá, có cái địa chỉ rồi em cứ liên cho người qua xử lý tập trung lên, chứ là mai mang đến 1 ngày nhá. 3 cái 24 triệu rồi thanh toán lên chuyển khoản luôn. Lần này đi chắc là bố ra khoảng 50 triệu. 24 triệu. Anh đi từ thiện. Đấy. Lên vùng nào anh? Đó, mãi ở Mường Lát. Mường Lát à? Ở Thanh Hóa mình. Mường Lát. Bữa đợt cũng anh vừa đi Hà Giang xong. Đi Hà Giang rất là lắp đèn mặt trời vô kinh đó. Anh kéo em cũng kéo thì đường chính nó cố đi lắm. Cái đường Mường Lát nhưng bây giờ nó cũng đang bị tắc đường, cái vì lầy nó lắm, có đường mấy không biết đâu. Rồi ok, thế thì bây anh chuyển tiền xong rồi mai mang đến anh nhá. Rồi vậy. Bye bye nhá. Vậy là mình vừa mua 3 cái tivi cho 3 lớp học ở trên đấy. Và đến ngày mai hoặc là bữa kia khi trời nắng đó, mình sẽ mua bánh kẹo nữa, tại vì đấy có 45 học sinh thì sẽ 45 suất bánh kẹo. Đấy. Thôi là mình báo cái số tiền trong tài khoản của mình thì bây giờ là hiện tại là còn 32 triệu 300. Tại vì mua tivi là mất hết 24 triệu rồi. Đấy là tổng thể tiền lúc đầu là còn là 56 triệu, 56 triệu mà trừ đi 24 triệu còn 32 triệu. Với lại tiền trong Bible. Trong Bible là còn 1384, thì bây giờ mình cũng rút hết tiền vào tài khoản luôn. Về tài khoản luôn để sau mình có gì mình dùng luôn vô cho mình những việc mua đồ từ thiện các thứ. Mình cảm ơn các bạn mấy bữa nay là gửi tiền ủng hộ. Nói chung là mình sẽ công khai hết trên này nên mọi người cứ yên tâm nha. Đấy, mình đã rút về. Mình rút về rồi. Mình sẽ rút về luôn. Đấy, mình sẽ rút hết về. Mưa, nói chung là mưa trên đấy thì mình có xem cái đường đi á, họ gửi cái ảnh cái đường đi với lại video cái đường đi đấy. Thì nhìn nó rất là lầy và cố đi. Rồi các bạn xem đấy. Đấy ảnh này rồi video này, đường phố rất là khó đi luôn. Chờ mình mới chờ lúc nào trời nắng, nếu mà mình xem thời tiết thì tầm khoảng vài ngày nữa là nắng đấy, tầm khoảng thứ 4 thứ 5 là nắng, và mình được thì mình sẽ xuất phát đi lên đấy luôn. Với lại mọi keyword của các bạn ấy, các bạn có thể là mình sẽ ghi cái bình luận về cái địa chỉ Bible của mình ấy, hoặc là số tài khoản của mình ấy, để cho các bạn biết để chuyển khoản. Mình nói đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau.